À, chào cả nhà. Lâu lắm rồi tôi mới đi thị trường. Nói chung cũng 7 tháng có rồi đó. Định là không làm cả clip chiến trường ngày hôm qua. Nhưng mà tại vì tôi hứa với Sơn là Sơn nói là nếu như mà anh giúp em thành công thì em sẽ làm đại lý ở Chư Prong để phụ với Trọng, tại Trọng hiện quá tải ha. Nên là ơi, với lại có một số nông dân cứ nghĩ là có một hôm qua có nông dân hỏi là em hỏi thăm để coi anh Tuấn có còn ở Thuận Thiên hay không. Tại vì Tuấn cũng muốn nghỉ ngơi. Đó là cái kế hoạch của Tuấn từ xưa giờ. Nên lâu nay cày. Và bây giờ bạn Quyết làm được. Thì để cho bạn Quyết làm truyền thông. Bạn Quyết và bạn Kiệt đi cùng với nhau đấy. Đây là vườn của Sơn ha. Vườn này thì quay đi quay lại cũng nhiều rồi. Và còn 15 ngày nữa thì cắt. Đây nó có hai củ trái. Vườn này là đúng 46. 46 tháng tuổi đây. 2, 4, 6 8, 9, 10. Ôi chắc phải kêu người đếm á. Vườn của bạn này thì ứng dụng của Thuận Thiên từ tháng 6 thôi ha. Từ tháng 6 à, để quay cho cả nhà coi cái này này. Hôm qua nông dân họ hỏi là họ thấy đẹp sáp họ sợ lắm, họ hãi lắm. Tại vì cái mùa rồi là mùa đẹp sáp mà. Mùa nắng nóng gắt, xong chỉ cần tưới nước là đẹp sáp nó nở. Nhưng mà bạn này vẫn chỉ có một trái này thôi. Và cả nhà thấy là tại sao bao nhiêu trái này nó không bị nè, mà mấy ngày rồi đó mà Sơn cũng không phải bận lu bu lo cái tiệc này, cũng 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 nhiều nhiều việc. Tại sao? Tại vì nó nằm trên cái cành yếu này nè, cái cành ăn xong chết nè, nên nội sinh nó kém đó. Thì đẹp sáp nó bu vào trái này vậy thôi, có gì đâu ha. Đó, phải hiểu như vậy. Tức là nếu mà ai mà test á thì cái pH trong những cái trái này nè nó chua hơn, nó nghiêng hướng axit hơn so với những cái trái này đó, là như vậy. Tuấn sẽ đi thứ tự nó đều lắm, ở đây 100 cây nó đều răm rắp vậy đó. Đấy. Ha, cho cả nhà coi. Và thông qua đây thì Tuấn cũng nói một số điều như thế này. Năm nay là một năm khắc nghiệt thì đúng là tội cho nông dân, nhưng Tuấn cũng có một cái hay là qua cái khắc nghiệt này nông dân vỡ vạc ra nhiều vấn đề. Tôi nói có một cái điều rất là đơn giản, một kiến thức sơ khai thôi, là tôi thấy trên mạng xã hội một số nông dân mà diệt cỏ đó, dùng hóa chất đó, gọi là cỏ lấy phân, lý thuyết cỏ lấy phân đó. Lại nói ôi ôi có cỏ đỡ ghê, thế mà thấy tội. Tức là nông dân Thuận Thiên đã biết từ hàng chục năm nay, mười mấy năm nay, thì nông dân bên hóa chất bây giờ mới thấy cỏ là thiện lành. Cái này phải có người đếm, phải có người đếm chứ. Đấy, cả nhà thấy này, nói rằng này, cái cành vượt này nè, tại vì bạn Sơn mới làm tháng 6 2023 mà bị cắt mất. Thế cả nhà coi nè. Từ cái cành vượt này chúng ta đếm là 1 2 3 4 5. 5 trái, đúng không? Rồi. Nếu như bạn này không cắt thì nó lên múc ở trên kia thì nó rất nhiều cành vượt nữa. Bây giờ ăn xong năm nay với sang năm thôi. Hết. Hết cành vượt. Rồi, tịt luôn, cái cành nó tịt luôn. Cả nhà thấy không? Nè, một cái cành vượt nó ra cành thòng nè. Và Tuấn sẽ quay nhiều cho cả nhà thấy. Ở cành vượt nó ra cành thòng. Đây này, cành vượt này cả nhà thấy không? 1, 2, 3, 4. Ra cành thòng 5. Một cái cành vượt. Đấy, nè, thấy không? Vượt này. Hơn quá, trên đây cắt. Thì cắt nó no. Và nó ra lại. Nó có cái cành vượt khác nó thay thế lại. Đấy. À, cắt ngang cái chỗ non đó, thì nó đâm ra ngoài ánh sáng kia. Thì lại may mắn là sắp tới sẽ có nhiều cái cành vượt nhỏ dưới này. Hay nhiều cành vượt nhỏ dưới này. Đấy, đấy. À, còn như cành này là tịt đây này. Này cái là coi này ha. Đấy. Rồi, từ cái cành vượt này ha. Từ cái cành vượt này. Cái là đếm là 1, 2, 3, 4. Rồi, lên tới đây cắt tịt. Tịt rồi. Thì chỉ được ăn năm nay thôi. Vì mấy cái cành này còn ngoài đỏ ánh sáng này. Và sang năm thôi. Đấy. Cái đúng ra cái cành vượt này nó ngoi lên trên kia, lá ánh sáng trên kia, thì mấy cái cành thòng này ăn được nhiều năm nữa. Là như vậy ha. Nè. Đó, cả nhà thấy không? Cành hôm qua đây tôi quay tiếp cho cả nhà coi nè. Và trong cái clip này nó hơi dài, nhưng mà Tuấn sẽ nói nhiều vấn đề trong clip này. Cả nhà thấy không? Cành vượt này. Đúng chưa? Lên đây cắt mất. Thì ở đây cái cành thòng cả nhà thấy không? Cái cành thòng là cái cành nó chịu lực,
cực kỳ tốt luôn, mặc dù nó nhỏ xíu vậy. Nhỏ, nhỏ hơn cổ tay, đường kính gốc này chắc cũng được 25 30 30 30, mà đeo nè 2 4 5 trái. Thấy không? Thấy 5 trái không? Đẹp chưa? Đấy. Thì nó sẽ sang năm nó còn được mấy cái cành. Nhưng mà nếu để thì nó lên tới trên kia. Thì hy vọng cái cành trên kia nó sẽ thay thế cái cành vượt. Đó, hy vọng cái cành này thay thế cành vượt. À, thì nó sẽ ra cành thòng. À. Rồi, đó là một cái lý thuyết ha, mình lặp lại thôi. Nên ta thấy là tôi nói là nó cành vượt nó chèn để nó lên thì nó chèn cái cành cành dưới nó thay mà. Nhưng mà trước khi nó thay thì chúng ta ăn quả nó đi chứ. Cành ngang á nó đâu có phải ở suốt đời đâu. Sau 15 năm chỉ có trên cây sầu riêng chứ còn cành vượt thôi là chính. Thấy không? Cắt hết không? Cành vượt thì dễ thương không? Cành vượt lên vậy. Hay cắt cái cúp một cái. Đây được hai trái. Trái ghê thiệt kìa. Rồi, đó là một cái lý thuyết. Cái lý thuyết thứ hai nói là cắt ngọn ha và tuốt lá như cái đuôi bò, vì lá với những cái cành này đó là nó ăn phân rồi nó chèn với nhau. Nhưng xin thưa cả nhà, đó là cái nguyên tắc của cây trồng. Những cái cành nó bị chèn thì trước khi chết nó lưu giống lại cho đời. Đấy, cái cành vượt này, thấy không? Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái, sáu trái, cắt bập ở đây. Nhưng hên quá, nó non, nó lại ra được cái cành vượt trên này. Thấy không? Thì đây là những cái cành thòng của sang năm. Chứ nếu mà nó không ra được là nó tịt luôn nhưng mấy cái cành kia là thua. Cả nhà đưa ra đâu ra cái lý thuyết à? Chào Sơn. Ủa, có sầu riêng chín rồi hả Sơn? Thật sự là Túng có không muốn quay luôn. Tại vì đó, ây da, khi mà nông dân nào mà quay lên video thì mấy ông mò tứ vườn, mấy ông làm kính thưa các kiểu này kia nọ khác. Wow, là trái. Ủa, Quyết đâu ta? Kiều Quyết nó đếm. Quyết đang quay hả? Phải có người đếm mới được. Nông dân họ thích nghe đếm lắm mà anh đâu có đếm nổi. Ôi trời ơi, là trái. 46 tháng hả Sơ? Bữa nay là đến là 46 tháng. Chi phí từ tháng 6 năm ngoái là với anh tới nay khoảng 800 ngàn một cây. Dạ vâng. Ok, đi về đi. Đi anh. Đấy, sau này là sẽ không quay mặt luôn. Nông dân luôn. Phá hoại kinh khủng nha. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm. Trâu cột gác trâu ăn. Rồi, tôi nói tiếp cái lý thuyết. Ở đâu ra mà nói rằng là ngoài cái chuyện nói cành ha, lấy dinh dưỡng ha, cành chèn cành này kia nọ khác. Mình là con người. Con người với con người đây nè, còn chưa hiểu nhau, lại lấy cái suy nghĩ, duy ý chí và quy chụp thiếu cơ sở khoa học úp vào cây trồng. Thấy không? Nè, coi cái cành vượt nè, coi cành vượt nè. Cái sau đấy là toàn nhờ cành vượt. Một, đứng cành vượt nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Cành vượt nó ra cành thòng mà. Bảy, tám. Đấy, thì nó cắt cúp ở đây một cái. Thì không biết là cái ngọn kia có lên thay thế được hay không. Đó, thì hy vọng nó thay thế được. Thấy chưa? Thấy nhà thấy một cành vượt chưa? Ôi này, cành vượt nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Cành vượt lên cắt cụp ở trên đó. Cành này thì chịu rồi, cành này thì thua rồi, tại vì nó không vươn ra ngoài lấy được ánh sáng, thì toàn bộ cành thòng ở trong này nó tử hết, sắp tới nó sẽ tử hết đấy. 46 tháng tuổi, cả nhà biết rằng là hôm nay là gần là một thùng thiên tháng 6 này. 46 tháng 2 tháng nữa là một năm, tại trồng tháng 7. Năm nào trừ ngược lại. Nhưng mà cái nhà thấy cái chi phí của nó là như vậy thôi ha. Đây là cái vườn nhảy ngang vào đấy. Mà bạn này là đam mê hữu cơ nên bón hơi bị mạnh tay đó. Nên vừa rồi hãm kinh khủng chứ không thể thành heo. Đến mức mà cả nhà biết là trái một ký mấy mà vẫn phải cắt bỏ vì nó quá sức. Và rồi phải dùng lăng và kali hãm chứ không thôi là nó thành heo hết. Nó lớn quá nhanh. Thì bạn này dùng hữu cơ rất rất là nhiều. Chứ thật sự nó không tới 800 ngàn đâu. Và cả nhà thấy rằng là đấy, cái chi phí như vậy thì bằng 2-3 quả sầu riêng.
mà có thời gian phục hồi nữa nha. Chứ nếu mà từ đây về sau thì chi phí còn rẻ nữa, nên người ta có hỏi là Thuận Thiên làm chi phí như thế nào. Nó khoảng từ 4 tới 5 tới 6 ngàn một ký sầu riêng về chi phí. À, cứ đầu tư 800 ngàn tới 1 triệu 2 tùy theo đất tốt hay đất xấu thì thu vào là bao nhiêu ạ? Là ít nhất là 200 ký. Cứ thế thôi. À, còn nếu như mình thuê mướn hết thì đâu đó nó rơi vào 8 tới 10 ngàn cho một ký. Chưa đâu nha cả nhà, tôi đi hết theo hàng để tôi nói chuyện với cả nhà. À, cây nào cũng giống nhau hết. Sang năm thì nhớ những cây chết trồng lại này nè sẽ làm trái luôn. À, cây này chết trồng lại nè, làm trái luôn. Tí nữa Tuấn sẽ có gì Tuấn quay cái cây 2 năm mấy đem 10 trái. Một cái lý thuyết nữa mà rất rất sai lầm là ở đâu ra cái lý thuyết là 300 tới 330 lá cho một trái sầu riêng. Nên để nhiều lá thì là nó lấy dinh dưỡng. Vô lý vậy. Cái lá là cái nhà máy chế biến dinh dưỡng. Và sau cái hạn nắng nóng năm nay thì mấy cái vườn mà cắt cành cắt ngọn là thấy chết dở ha. Chết dở. Cái nhà phải hiểu như này, có những cái vườn ấy, không không anh không uống nó, anh uống nước lọc thôi. Có những cái vườn ấy, đại lý mới người ta hỏi là anh Tuấn ơi sao có cái vườn em thấy nó ra tới 6 lá luôn mà nó không rụng, nhưng có vườn ra 4 lá nó rụng. Cái nhà phải hiểu như thế này nha. Cái vàng lá chưng á mà nó càng khỏe, tức là cái nhà máy chế biến dinh dưỡng càng nhiều thì chúng ta không có lo về vấn đề cạnh tranh dinh dưỡng. Cái lá non là cái lá lấy dinh dưỡng, cái trái là cái lấy dinh dưỡng. Nhưng chúng ta nhiều cái bộ lá sản xuất dinh dưỡng thì cái chuyện lấy dinh dưỡng đâu có lo. Nhà chúng ta 10 người làm ra tiền, có 2 người xài tiền bình thường. Còn cả nhà không có vàng lá chưng ha, theo cái lý thuyết mà 300 lá, 300 mấy chục lá gì đó, cái lý thuyết tào lao đó. Và tôi mới gọi là cái mấy thằng mà cho nông dân mà cắt cành cắt ngọn là tội đồ của nông dân ấy. Cả nhà cứ nghiệm đi, có những người coi clip đó nói Tuấn nói về nặng quá, qua cái nắng nóng vừa rồi phải đúng là tội đồ không. Cắt xong trời lạnh cái không ra ngọn luôn, đến mùa phải làm trái không có vàng lá, rồi nắng lên rụng hết. Đấy, nên cả nhà mới hiểu rằng là cạnh cây tơ tại sao khó làm. Tại vì mà bạn này là một trong những bạn mà thật sự là Thuận Thiên từ Phú Yên về tới miền Tây, thì cũng thật sự là cái bạn này là bạn lần đầu tiên trên cây tơ, 46 tháng tuổi thôi mà. Cái này 46 tháng tuổi, đến hôm nay là 46 tháng tuổi mà bạn làm thành công luôn là nó rất khó. Thì hôm qua có cái tiệc ấy, thì người ta hỏi là tại sao cây tơ chúng tôi làm là rụng hết mà riêng cái vườn này cây tơ có trái này cả nhà là nó đậu hết như thế này, mà thậm chí phải cắt bỏ những trái một ký mấy. Đấy, ai trong nhóm của Gia Lai và Con Tum sẽ hiểu đấy. Đấy, cắt rất là đau lòng nhưng mà phải cắt thôi chứ đâu có thể mà ấy hết được vậy. Đấy, thấy cả nhà thấy không? À, nè, làm với Thuận Thiên này để nó xịt đi, con trái vậy thôi. À, không yên tâm, xịt cái mấy ngày sau là hết liền. À, sạch sẽ như vậy. Người ta bị cái gì mình bị cái đó. Nhưng Thuận Thiên là có cái lực lượng con kiến bóng, nó đã ăn từ trứng rồi. À, thì đến hạn lại lên cái mùa của nó sinh sôi nhiều thì chúng ta mới dùng tới cái sản phẩm đó hỗ trợ. Chứ cả nhà có thấy rằng là bên hóa chất cái bên Thuận Thiên chỉ có một mình cái TS thôi. À, nắm thì có TN thôi, nhưng mà bên hóa chất thì sao ạ? Thuốc sâu thì loại thân cứng rồi loại thân mềm rồi loại thân khớp rồi khác nhau hết, lờ hết. Tại vì sao ạ? Đất nó bị thoái hóa nên đất nó càng chua thì cây nó càng chua, thì rệp sáp nó càng mê và các côn trùng nó khác càng mê. Tại vì dịch tễ trong cơ thể nó đều nghiêng hướng axit, nên chúng ta làm cho đất chua cây chua thì đúng là món khoái khẩu, ăn nhiều đẻ nhiều, thế thôi ha. Là như vậy. Rồi không có thiên địch nữa, nên cả nhà nhớ là quy trình hữu cơ của Thuận Thiên vừa rồi, ai mùa nhện vừa rồi ai biết á, mọi người đi biết á, cùng quy trình Thuận Thiên nha. Ông nào làm để rễ hãm nước không theo quy trình của Thuận Thiên để cho rễ cháy này kia nọ khác thì nhện xử lý cực kỳ khó. Tại vì nội sinh nó để cháy mà, nội sinh nó không có. Còn nếu
nông dân nào tuân thủ cái quy trình của thượng thiên thì giải quyết cái nhện vừa rồi rất rất ư là dễ dàng. Cái nhà cõi đất này thấy không đó, từ tháng 6 đó, từ tháng 6 2023 tới nay thôi à, thì tháng 6 này nữa mới được là một năm. Tháng 6 âm lịch đấy, bữa nay mới tháng 4 âm lịch đó, nên là cái lý thuyết mà tuốt lá thành những cái đuôi bò này nói là 300 mấy chục lá. Ủa, 300 mấy chục lá, tôi không biết công trình nghiên cứu của ông nào. Thật sự tôi cũng không biết cái công trình nghiên cứu của ông nào. Ông nuôi một trái, vậy tôi làm 600 cái lá, tôi làm 700 cái lá. Hai người làm ra tiền, một người xài tiền. Có phải là bền vững không? À, tại sao lại đi nói là để lá và để cành ấy, là nó lấy hết phong của mình. Hết sức tầm bậy luôn ấy. Tôi thấy mọi người cứ gọi như bạn Quyết là kỹ sư, tôi là kỹ sư, tôi cũng không dám nhận luôn. Thật qua là tự phong với nhau thôi, toàn là mạng hết, nói bậy kinh khủng. Nên là tôi nói với cả nhà là tất cả các nông dân mà gọi cho Thuận Thiên đều nghe tôi nói cái gì. Các bạn phải đi tham quan, gặp đại lý, tìm hiểu, xong đi tham quan. Tham quan xong, mình mới coi cái coi giữa mạng xã hội với thực tế nó có đúng hay không, rồi hãy ứng dụng. À, chứ không phải là cứ nghe hay hay mà đặt hàng mua. Hôm qua tôi gặp một cái cô đó, cái kho của cổ bây giờ còn 1.300 lít thuốc chặn đọt. Và nói với họ rằng là, cô nói sao mà từ dưới miền Tây mà gửi lên nhiều quá vậy? Nó là sắp tới em thu mua. Coi này, trời ơi, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9, ở trời ơi, một nùi. Trời ơi, nó không còn không thèm lấy cái bao lót, cái này nó lấy cái bao lót đi. Đấy, tại vì sao ạ? Tại vì ở đây nấm đối kháng ở trong đất là cực kỳ nhiều luôn. Cả ngay cái phân hữu cơ của Thuận Thiên là đã có bào tử nấm đối kháng ở dạng tiềm thức rồi, gặp môi trường nó phát triển lên như thế này. À, các nhà thấy chưa? À, nên là họ rất là yên tâm. Đấy, nè. Thấy không? Đấy, nó chuyển các cái cellulo thành mùn. Đấy, ngoài cái chất cải tạo đất ngay quy trình Thuận Thiên rồi thì nó còn có từ trong phân hữu cơ nữa, nên nó chuyển cái rắc mục này thành dinh dưỡng và nó đối kháng lại, không phải trico không đâu nhá, nhiều chủng nấm khác nữa. Và cả trong cái amino của Thuận Thiên cũng có bổ sung các cái dòng nấm đối kháng à, nhưng mà Thuận Thiên vẫn khuyên là gì, mùa mưa dầm thì giảm tưới vì nó giữ nước. Chứ thật sự là đó, cái cây này nhỏ nè, nhỏ chút chát nè, cũng kiếm đâu đó cũng ra chục trái ha. À, trái này chắc thành heo rồi. Đây này, bạn Sơn trồng hơi sâu. Bây giờ đi muốn đi ngược hướng nào? Ngược hướng bên này đi. Để tôi đi cho mọi người coi. Chú. Đó. Rồi, một vấn đề thứ ba nữa mà tôi nói là cái này cái sai lầm mà tôi hy vọng là người nông dân ấy phải tỉnh thức. À, Tuấn tiếp điện thoại một nhiều nông dân. Anh Tuấn, cây của em mới năm thứ hai, năm thứ ba đã xì mũ rồi anh Tuấn. Người ta đeo trái xì mũ không? Thì Tuấn lập tức hỏi, hình như nhà bạn có điều kiện đúng không? Dạ, nhà em cũng khá. Cả nhà thấy không? Bây giờ mình quay lại vấn đề này, từ cây tiêu. Nhà nào càng có điều kiện chừng nào thì tiêu chết càng sớm hơn chừng đó. Tại sao chúng ta càng bón thì cây trồng chúng ta càng nhanh bệnh? Và tại sao chúng ta càng trị khi bệnh rồi nhé? Chúng ta càng trị, đặc trị nè, siêu nè, super nè, vua nè, toàn là đặc trị hết. Mà càng trị nhà nào càng có điều kiện, càng trị nào thì vườn đó ra đi nhanh chừng đó. Tại sao vậy? Tại sao càng bón nhiều thì càng nhanh bệnh, rồi càng trị nhiều thì trị là phải hết chứ, thì lại càng nhanh chết. Đó là như vậy. Nhà nghèo nghèo không thì nó giống như này, nhà nghèo nghèo á thì 5-7 bữa mới nhậu một bữa khỏe mạnh rồi đi lao động đi làm ha, nhưng tập thể dục. Còn nhà giàu ấy, sơ gan cổ trướng, đột quỵ ấy,
Càng giàu càng càng giàu thì phải chúng ta phải càng sống sâu cho nó thọ chứ. Càng giàu lại càng nhanh chết. À, nên phải coi lại đi, cả nhà phải coi lại. À, coi nè. Lạy Chúa tôi. Cái cành này nó có chút chét vậy thôi cả nhà nè. Nó có chút chét vậy thôi cả nhà nè. Nên cái này là Tuấn không khuyến khích nha. Tuấn nói rất rõ là để cái trái, cái cành của nó đó là nó phải từ là 25cm trở lên đường kính ấy. Và để ít thôi. Cành này nó phải cành tử. Cành này cành tử nè. Cành này cành tồn mà để 1, 2, 3, 4, 5 lại chú tôi nè. Nó từ mập thù lù thế này, nó chuyển thành mót mỏ nhỏ xíu thế này luôn. Khủng khiếp không cả nhà? Khủng khiếp không? Lo chêm trái đi. Sao mà lấy bơ bao vứt vào vứt vẩn gì chêm vậy nè. Trời ơi, chêm trái, chưa chêm trái nữa nè Sơn ơi. Đây nha. Đấy, cái này không đúng ha. Chúng ta tận dụng những cành tử và những cành có đường kính 25cm trở lên để trái ha. Và để vừa phải. Chứ nếu chúng ta mà tham đó thì nó sẽ hư luôn cái dàn cành. Đấy. À, nông dân làm với Thuận Thiên ngay từ đầu thì 36 tháng, muộn nhất là 38 tháng có thu thì phải tuân thủ. Trời là khủng khiếp. Là trái đó. Nuôi. Công nhận cái bạn Sơn này ngay năm đầu. Một cái câu hỏi mà hôm qua người dân ăn tiệc hỏi là sao cây tơ đấy của tôi rụng hết mà của Thuận Thiên thì đậu. Ngoài sản phẩm, ngoài kỹ thuật ra rồi thì cả nhà mới biết một điều này. Cái cây tơ nó giống như con người ta đó. Cây trồng giống con người. Bạn muốn gả con bạn 18 lấy chồng, tuổi lấy chồng, thì bạn phải chế độ dinh dưỡng để 12 tuổi nó dậy thì, 11, 12 tuổi nó dậy thì. Và tại sao nó khó đậu? Vì cái giai đoạn này là tuổi tao ưu tiên cho sinh trưởng. Còn trẻ là ưu tiên cho ăn chơi chứ không phải ưu tiên lập gia đình. Đấy. Nhưng mà mình muốn nó lập gia đình nối dòng dõi sớm thì mình phải có chế độ dinh dưỡng cho nó. Hả? Mình phải có chế độ dinh dưỡng cho nó. Đó. Ôi trời, trái. Là như vậy. Ra sau đó cây, tại sao những cây to các bạn cứ nói là à, anh Tuấn ơi, cây mà anh để cao quá vùng kín gió, Tuấn khuyên là để 7 mét. Thì làm sao phun tới? Cái nhà nhớ một điều là khi mà cây nó lớn rồi đó thì nó tập trung vào sinh sản chứ không phải tập trung vào sinh trưởng, nên là những cái cây to tự động nó đậu. Chúng ta phun lên trên có lệ vậy thôi, tự động nó đậu hết. Và cả nhà mới thấy một điều rằng là ở trên á, cái tơ này cả nhà thấy không, cả nùi trái ở trên này, ở đây cả nùi trái ghê không đó. Là trái nó rất là dễ đậu vì bông đơn. Cái thứ hai nữa là nó quang hợp bộ hấp tốt. Cái thứ ba nữa là nó cách xa mặt đất, nó không có bị nấm ABCD nào. Và yên tâm là với quy trình của Thuận Thiên đất khỏe thì những cây cao 8m, 10m không cần phun ở trên đâu. Dinh dưỡng ở dưới phải đủ. Và ở trên tự động nó đậu. Vì cái tuổi đó là cái không phải còn cái tuổi để sinh trưởng nữa, mà cái tuổi để tập trung sinh sản. Đấy. Đó. 30 mấy tuổi, 20 mấy, 30 mấy tuổi mà còn ăn chơi gì nữa, đúng không? Tập trung cho gia đình. Nên là nói như vậy là họ đồng ý ngay thôi. Đó, để cho cây tơ mà đậu trái nó phải có quá trình pH đất phải ổn định rồi, nhưng dinh dưỡng đất phải đảm bảo để nội sinh cây trồng mới cao. Chứ nếu cây này trồng ở trong rừng thì pH trong rừng là 6,8, nhưng dinh dưỡng đâu có. Thì cái cây này nó qua vài trái thôi, nếu để trong tự nhiên. Thì bây giờ chúng ta để mấy chục trái như thế này nè, thì chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng. Nên pH chỉ là làm ổn định cái đất để cho các phản ứng nó trao đổi, để nó vi sinh vật nó phát triển, để chuyển hóa những khó tiêu thành dễ tiêu. Nhưng nếu chúng ta không đủ dinh dưỡng thì nội sinh cây trồng không cao. Nội sinh cây trồng không cao thì không thể năng suất cao như thế này được. Ghê không cả nhà? Kinh thật chứ. Đấy, tôi đi hà bên này nhiều lắm, hai bên lận. Nhưng mà bên kia có cái nhiều cây nó chết.
nên là mình coi không có liên tục vậy được. Còn cái hai cái hàng này thì hồi đó trồng xong mà nó sống hết trơn, nó không có tỷ lệ chết nè. Ghê không? Cái cành này đúng ra là để nó ba trái thôi. Cái cành là cành tồn này cả nhà, mà bạn này để tới 5 trái thì dẫn đến là nó mốt luôn này cả nhà, nó ốm hẳn luôn này cả nhà thấy không? Từ trong kia to nè, nó to nhưng mà ra đây nó nhỏ xíu nè. Vậy là hư cành đó. Nhưng mà cành thông thì yên tâm đấy, cành thông thì cứ yên tâm thoải mái, nó rút dinh dưỡng vậy nha. Thì chi phí đó, hai trái sầu riêng cái mấy, làm ở Thuận Thiên giá mà năm giá mà 80.000 này thì có hai trái, thì giá 50.000 thì có ba trái thôi, là như vậy. Nên hôm qua đó Tuấn có gặp một số nông dân xài hóa chất này, ta nói là Thuận Thiên bán thiếu. Tuấn nói ủa sao anh làm sầu riêng anh thu mấy năm rồi mà sinh đến giờ anh bằng mua thiếu đó. Ông nói phân thuốc nó ăn hết, tức là không có năng suất, nó thẳng là như vậy. Và cây nó bệnh, càng ngày nó càng bệnh. Tôi nói sao bạn Sơn này mới làm với Thuận Thiên 1 năm 1 như vậy là lấy cả dư cả tiền đầu tư cách đây 4 năm luôn và có lời luôn. Đó, là như vậy ha. Nên là qua cái hạn này, cái nắng nóng này, cả nhà mới kiêm nghiệm lại ai nói đúng ai nói sai. Và tôi nói rất rõ là đây là cơ hội của Thuận Thiên. Nhìn thì thấy tội nông dân, nhưng mà thật sự vì như vậy thì nông dân mới đổ về Thuận Thiên mới nhiều được. Và họ mới thấy rằng là cái lý thuyết của Thuận Thiên là đúng. Phải tôn trọng cỏ, tôn trọng đất, tôn trọng bộ lá của cây trồng. Mất lá chân là xin thưa khỏi cứu. Là như vậy, tuột luộc hết. Không có nhà máy sản xuất dinh dưỡng mà toàn là không có người làm ra tiền mà toàn xài tiền không. Trái là lấy dinh dưỡng lá non ra tiêu tùng luôn. Nhưng cả nhà phải nắm vậy nè, chúng ta phải nhìn vậy nè. Phú ở Phước An, Phú Mập, sắp tới cái ngọn này ra thì những cái lá nè mà có cái đĩa y này nè, cái đốm nâu này nè, thì nó sẽ đào thải. Và cái này chả phải nắm gì cả, cái này là cái đĩa y nó ký sinh trên cái lá già. Và giống như tôi đây, có tuổi là có đồi mồi, thế thôi. Chứ đâu phải đi xuất thuốc nấm mà bao nhiêu nông dân đi mua thuốc nấm. Vậy tôi hỏi nè, nếu là nấm thì tại sao không tấn công lên cái lá non? Cái lá non nó nằm kế bên cái lá bị địa y này. Tại sao nếu là nấm tại sao không lay qua? Tế bào non rất là dễ xâm nhập. Nên là nông dân mà không có kiến thức thì cái nịch cũng không còn. Thật là như vậy. Coi mạng xã hội, nó nói bậy kinh khủng mà nó nói ra rã. Đi học mấy cái lớp làm giàu vậy, nói là biết ngay. Cái giọng điệu là biết ngay. Nên là doanh nghiệp nó có hai loại thôi cả nhà. Một loại là làm ra tiền, làm ra của cải cho xã hội. Một loại đi kiếm tiền. Cái loại đi kiếm tiền là tối ngày là doanh số. Và mọi cách, nghĩ ra mọi cách. Đại lý nó làm bậy cũng không dám can thiệp, mày cứ đem tiền nhiều về cho tao là được. Đấy, cả nhà biết tôi trảm mấy đại lý rồi đó. Đấy, từ hồi Tết giờ. Khi có chút xíu tiếng tăm một cái, có niềm tin của nông dân một cái là tin tưởng ngày. Rồi bây giờ đó ha, hồi xưa đó ha, nói luôn cái này nè, coi chừng nè. Hồi xưa đó là cái nấm, cái phân Hàn Quốc này đó, có nấm đối kháng này đó, là không bán được. Về thị trường gần 2 năm sau đó quay đầu. Nhờ cái Covid nó không có hàng của Bỉ và Hà Lan vì không có công rỗng, container đấy. Tại công người ta chở mấy cái loại mấy một container mấy bao nhiêu tỷ, mấy chục tỷ còn lại phân bón. Thì Tuấn mới đem cái nấm đối kháng này. Và bị cho tụi nó chửi rằng là thằng Tuấn đi lừa nông dân bán phân mốc. Vậy mà bây giờ một số ông đại lý, có khi nông dân có niềm tin đi nhập phân Hàn Quốc, mà cái loại đó tôi nhìn tôi biết
chất lượng nó kém lắm. Nhưng mà lại nói rằng là gì á, phân này là Thuận Thiên đấy, Hàn Quốc đấy. Thuận Thiên phân phối đấy. Ông Tuấn phân phối đấy. Xin thưa nó, phần Hàn Quốc hay Bỉ, Hà Lan nó có rất là nhiều cái like à, vấn đề là cái đơn, cái đặt hàng. Xin thưa, muốn đặt hàng về tới Việt Nam 5.000 một ký, 4.000 một ký, 4.000 rưỡi một ký cũng có luôn. Thật sự có luôn là như vậy à. Nên là cả nhà cảnh giác nha. Và hồi xưa thì tôi cho các đại lý là Tuấn là độc lập tự do, muốn lấy phân hữu cơ đâu tốt cho dân là được. Nhưng sau cái đợt vừa rồi, Tuấn thấy lợi dụng thương hiệu của Thuận Thiên, lợi dụng cái cách làm của Thuận Thiên đấy, đi phỉnh nông dân là không được nha. Nên sắp tới mà tôi phát hiện được á, làm ơn báo cho tôi, cắt đại lý luôn lập tức. Nó là như thế. Tôi nói với cả nhà nhé, hồi xưa phân Hàn Quốc này không ai phân phối, bây giờ bạn tôi làm bên nhập khẩu đó, nó mò tới nhà máy bên Hàn Quốc, nó gửi cho tôi, nó không, cái dòng này cũng phải chất lượng nó thấp lắm. Và nó nói, sau đó Tuấn mới nói, Tuấn nó cao hơn nhiều, nó nói không, công ty này chỉ có một cái hợp quy này thôi. Tôi nói mày quên đi, họ đã sản xuất cho Tuấn một cái công thức đặc biệt. Nó coi cái con hợp cái công thức của mình xong, cái bản test của mình hơi giật mình luôn. Đại loại như vậy à, giống như là các cái dòng sản phẩm nước NBK hay Amiro, tụi Tuấn làm đậm đặc hơn nhưng không tăng giá, Tuấn lấy thu bù chi. Nên cả nhà thấy được này, nó rất là tốt, là vì Tuấn làm rất là đậm đặc, đã chuyển từ tinh dầu qua nano rồi ha. Xong rồi Tuấn sẽ làm nó rất là đậm đặc đấy, và Tuấn mở rộng thị trường bằng cách là không có tăng giá, tăng chất lượng nhưng không tăng giá. Nên cả nhà đừng có thấy cái viên viên vậy rồi nghĩ giống nhau, sao giống nhau được. Đều thuốc cảm, đều là paracetamol 500 mg, nhưng mà tại sao Effaragan là uống nó hiệu quả mà các cái viên khác của paracetamol 500 mg uống không hiệu quả? Có cái bí quyết bên trong điều đó là như vậy ha. Tại vì sao tôi cấm ạ? Tại vì khi nhập những cái dòng phân như vậy kém chất lượng thì bón vào, đâu có dám nói với nông dân là kém chất lượng đâu, kém Thuận Thiên, thậm chí là nói là Thuận Thiên nó bán đắt ấy, chứ cái này nó rẻ vậy thôi, Thuận Thiên nó bán đắt. Thế là thay vì mua kém chất lượng thì bón, thay vì bón 4 kg, bón 5-6 kg lên, vẫn bón như vậy, nội sinh cây nó kém, đến khi rầy nó tới nó đập. Nội sinh nó kém, rồi không xử lý được. Rồi lại tăng cái TS lên 500-700, thậm chí đưa cả kèm cả hóa chất vào. Mà tôi nói luôn với cả nhà nha, mấy cái ông nông dân đó mà không muốn cho nông, không có quan tâm tới nông dân và dễ dãi nông dân muốn cái gì làm cái đó, thì cứ đưa cái thấy cái TS nó hiệu quả, cái quất 500-700 không còn thiên địch. Rồi không đến hẹn lại lên đến mùa sinh sản của nó vỡ trận, không có thiên địch, mà có thiên địch nó bắt từ trứng. Tại sao làm Thuận Thiên không có rệp sáp? Là vì là con kiến bóng là nó ở dưới đất và nó ăn từ cái trứng rệp sáp à. Tất cả các trứng sẽ trứng ve sầu nó ở dưới đất cũng mười mấy năm mà à. 17-18 năm mà à, là như vậy. Chứ cả nhà không có thiên địch nha, pH không ổn nha, đất ổn rồi mà nội sinh không cao, tức là thiếu dinh dưỡng nhé. Thì xin thưa, giải quyết côn trùng là cực kỳ khó. Mà cứ kèm hóa chất rồi, lén lén kèm hóa chất với lại cứ không lo từ xa, cứ rồi cái giọng TS cao lên để giết hết thiên địch luôn. Thì xin thưa mãi mãi, tưởng đâu là khỏe nhưng mà thật sự chi phí cực kỳ cao. Và thậm chí là gì? Thất bại. À, nên một số ông đại lý mà dễ dãi với dân, muốn sao cũng được ấy, thì không phát triển à. Và tại sao chúng tôi cứ quay những cái vườn mà nó đạt cái này để Tuấn làm cái động lực à, cho người nông dân. Chứ những cái vườn 17-18 tí nữa đi qua cái vườn bên kia, không biết có cần quay hay không đấy. Thì tại vì mình đã quay được những cái vườn như thế này rồi, tự nhiên mình quay tuột xuống cái vườn nó chất lượng, nó sản lượng nó kém hơn,
thì đúng là nó không có cái động lực cho người quay và người coi à, như vậy. Rồi à, mấy ông miền Tây thì nói chứ bỏ chạy miền Tây rồi à, này kia nọ khác. Xin thưa tôi miền Tây rồi sau cũng giống sắp tới như đạo hoai đạo tẻ thôi, cũng tè le từ lưa. Tôi để cò mấy ông hóa chất, tại vì quay một cái cả nhà là đại lý nó họ cực kỳ khổ luôn, tại vì dưới đó mật độ các cửa hàng bảo vệ thực vật đông cực kỳ luôn, nó khổ cho cả đại lý và cả nông dân, nên là thôi đấy, tôi cứ để phát triển mà. Còn ai nói tôi thất bại ở miền Tây, chuyện của nó trời ơi, cứ cho nó sủa, mày đi đường phải chó, đi đường chó sủa là bình thường, đừng cắn là được, đại loại vậy. Quan điểm của tôi nói hơi sốc như vậy, nhưng mà thật sự là nó như vậy, tôi không quan tâm như thế. Các anh có ngon thì các anh làm cho miền Tây đấy. Nó sầu riêng nó không hóa chất giống như thế này đi, và các anh có dám test một ký có hóa chất đến 1 triệu không đấy. À, đang đợi đại lý thu mua ở Đắk Lắk lên, nên sẵn quay luôn cái phần này. Ôi, trái nên Tuấn chỉ đạo cho Quyết ấy, quay rồi edit nó lại, không quay mặt nông dân đấy. Và bạn Sơn này là sẽ là nông dân cuối cùng được quay thấy mặt, rất là mệt luôn. Rồi vừa rồi lại có cái chuyện mà người nông dân đang xịt các cái công thức tăng trưởng giữ trái, rồi lại lén bước qua hàng rào bỏ cả cái thuốc lưu dẫn diệt cỏ vào đấy. Rồi vừa rồi báo chí đăng nó cắt luôn cả cái trái sầu riêng của người ta. Con người nhau ác thì đục gốc đố kỵ với nhau, nên là tốt nhất là không quay mặt. Còn ai tin hay không tin là tại vì tôi không quan tâm, vì sự thật nó là chân lý, nó là vĩnh cửu nhá, là như thế. Và Thuận Thiên á không cần phải đi chứng minh đi chứng minh lại, tiện chúng tôi chứng minh thôi đấy. Như sau tới thì Tuấn sẽ, nếu tiện tôi đi ngang qua Bình Phước mà còn thời gian, Tuấn ghé vô cái vườn mà 900 cây mà xì mũ 800 cây đó vẫn giữ trái được, nhưng mà trồng sâu như vậy thì Tuấn cũng không có dám, khi nào sắp tới nó động nước nó chết cái nào trồng mới cái đó thôi. Còn Thuận Thiên sẽ trở thành giống như một tờ báo mạng, chúng tôi đăng lên như hãm ngọn đấy. Chúng tôi nói bằng lăng bạc kali đó, không tin đi đốt, cho đi đốt, đốt xong xin thưa cả nhà, cái lá này ví dụ nó 90 ngày nè, chúng ta đốt nó một lần và tuổi thọ nó còn có 60 ngày, rồi sắp tới cơ ra nữa, đốt lại một lần nữa, rồi sau đó rụng sạch luôn à. Lúc đó là trái là thôi, nó nứt gai thì thôi ha. Xin thưa cả nhà là mình phun những cái combi ấy, ở trên trái đó, chẳng qua là chúng ta hỗ trợ thôi. Chúng ta phải cần cái bộ lá sản xuất dinh dưỡng suốt ngày suốt đêm cho cây trồng. Đó là như thế. Đất của chúng ta phải luôn luôn là pH nó phải trung tính 6,5, 6,8 đấy. Và dinh dưỡng trong đất nó phải luôn luôn đảm bảo để cây trồng lấy dinh dưỡng liên tục suốt ngày đêm. Còn những cái phun là phụ. Cái nhà coi này, cái cành vượt này cả nhà, cái cành vượt ha, cành vượt này hên quá, cắt cái bọc ở đây, nhưng mà may cắt non, cắt non, cắt non, nên là nó lên được cái này, thấy không, lên được cái này, mừng quá trời mừng luôn nè cả nhà coi này. Nên là cái cành này là tương lai cả chục năm nữa. Cả nhà coi nè, 1 trái 2 trái 3 trái 4 trái 5 trái 6 trái 7 trái 8 trái 9 trái trên cành vượt này, nó ra trái trên 2 cành thòng 9 trái. Ghê không cả nhà? Thấy không? Ừ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cái cành này cành tồn nè. Ây da, cái cành tồn nè. Cái cành tồn nè. Để coi, 1 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái, 5 trái, 6 trái, 7 trái. Hên quá. Dinh dưỡng nó đảm bảo nên nó vẫn còn ra. Nó ra được tới đây. Thì sau còn 15 ngày nữa thu trái thì chắc chắn cái cành này nó quang hợp được. Ghê không cả nhà? Để cũng quay lại cái cành. Ây da, 7 trái thì dữ quá. 5 trái thì được. 5 trái. Thật sự là vốn liếng dồn hết vô đây cả nhà.
ghê quá này. À, nên là nó ghê không, cái đường kính của nó là tới 5 cm, đường kính của cái cành này nè, mà nó đeo 7 trái, nó mốt lại luôn, cả nhà thấy không đấy, để cả nhà biết mà sau này để trái theo cành ha. À, đây nè, cành này thì cũng 7 trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 trái. Rồi nè, ra cái ngọn là ngon lành rồi nè. Đấy, ra cái ngọn này là lấy được ánh sáng nè. À, cả nhà thấy không nè, hai cái cành này nó nằm gần như thẳng hàng với nhau đúng không, nhưng một cái ngọn thì chỉ có bên đây, một cái ngọn thì chỉ lên trên này, thấy không, cây nó tự né ra như vậy nó khôn lắm. Chúng ta không hiểu về cây trồng, bản thân mình đây còn chưa hiểu mình. À, dùng trực quan, dùng nhãn quan trực quan đi quy chụp sự việc hiện tượng rất tào lao. Mà xin thưa cả nhà, mà cả nhà mà nói bậy, ăn bậy được chứ nói bậy không được đâu. Đấy, trái. Rồi, quay tiếp cái chỗ này cho coi nè. Tiếc ơi là tiếc, tiếc quá trời tiếc. À, cái cành vượt nè, cái cành vượt nè, ở đây nè, cắt bà nó chỗ đây. À, thì hơn quá, nó ra hai cái cành thòng. Nhưng mà hai cành, nếu mà lên cành vườn, lên cách đây nó, nếu mà để tự nhiên nó lên đây mấy mét này, nó ra ngoài ánh sáng đây nè, thì nó ra biết bao nhiêu cái cành giống vậy, để 70 năm nữa, mười mấy năm nữa vẫn có thu nè. Đấy, cái là có một cành vườn này ra nè, 1 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái, 5 trái, ha, 5 trái, 6 trái, 7 trái, một cành vườn này trên hai cành thòng thôi nhé. Còn cái này là nè, trái to rồi mà phải cắt bỏ nè, vì nó quá sức, quá sức là phải cắt bỏ nè. Nè, trái to này phải cắt bỏ nè. 1 ký mấy phải cắt bỏ mà. Nè, trái to như này. Cũng phải cắt bỏ. Nè, trái to như này cả nhà này. Không chịu nổi, phải cắt bỏ. Đấy, mà bạn là tiễn trái 4 5 lần rồi đấy mà phải nói là bạn này cũng trong bước đường thành công, phải có chút xíu nhẫn tâm, bạn này là máu cũng khá lạnh lạnh đấy. Đấy, cả nhà thấy không? Cái cây này trồng lại nè, chút chét thôi, cũng bao nhiêu? 1 2 1 2 3 4 5. Chùm lại là 5 quả nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quả. Cái cây này thì chắc 36 tháng. Cái kia 46 tháng thì cái cây này chắc là 38 tháng. Thế thôi. Chắc tháng 7 năm chết rồi sau mùa mưa sang năm trồng. Rồi, ha, bữa nay là lâu lâu cho nông dân coi để có động lực ha. Và yên tâm là làm với Thuận Thiên 36, làm từ đầu nhá, 36, 38 tháng là có thu thôi. Và chi phí là 800 ngàn tới 1,2 triệu tùy theo đất ha, là như vậy. Cho đến khi thu nhá, chi phí cho đến khi thu đấy. Ừ, khoảng đó. Rồi, tại vì làm từ đầu thì sau 3 năm đất nó tốt chứ lắm. À, như vậy. Đó, thấy không? Ồ, trái nè. Đó, lơ tơ mơ là thành heo luôn. Tơ quá. Cái này nhỏ. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ hết rồi đó. Đoạn này có 100 cây. Tôi quay hai hàng rồi, bên đây nữa. Tuấn sẽ quay cho cả nhà thấy cái cây. Ha. À, ôi giời ơi, cái hàng này trái cũng khiếp quá ha. À, thầy Tuấn sẽ làm một cái clip ngắn về cái cây 2 năm tuổi. Wow, trái. Không có cái nào. Cái cành vườn của người ta nè. Bạn này hồi xưa trước gặp Tùng Thiên là rất ý thức hữu cơ. Các bạn cứ thấy là các cái vườn nào mà ý thức hữu cơ thì rất nhiều cành vườn. Thì năng suất sau này rất là cao. Tại vì để có cành vườn thì phải có cái rễ rất khỏe và nó căng lại cây trồng. Cành này cũng cắt nhưng mà hơi nó ra cái ngọn này. Cả nhà coi nè. Nè, cành này cành vượt luôn nè. Nó ra cành thòng nè. Cả nhà coi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Để chúng coi đếm cái cành vượt bên này. Đấy, cái cành vượt này thôi, 10. Cũng cắt cái ngọn. Cũng cắt cái ngọn nhưng mà sau nó ra được. Đấy.
ý tiếc ghê chưa, cái cành vượt này cắt đục ngay chỗ đây, chỗ này trống luôn. Cái thế là nếu mà nắng mà buổi chiều mà rọi vô đây một cái là toàn bộ trái nó này bị ảnh hưởng hết. Chứ nếu ra để hai cái cành vượt này nhá mà không cắt thì nó ra lên đây là chỗ này đâu có trống. Chị thấy không chị? Dạ vâng, nhà lâu quá rồi em. Chị coi nè, cắt hai cái cành vượt này uổng ghê không? Cắt hai cái cành vượt cái chỗ này nó trống liền hả chị? Đúng rồi. Và sao tịt rồi nè. Chứ nếu không là cái cành vượt nó lên tới trên kia rồi thì sang năm là tiếp tục. Đúng rồi, sao ông bạn sớm này cắt cái vướng cái cành kia đấy. Đấy nó suy cái lý thuyết vậy đấy. Cái lý thuyết vậy nó tự nó né với nhau chứ. Anh này cái cành này nè, tịt luôn rồi nè. Sang năm chỉ chắc ăn được cái cành kia thôi, xong rồi tịt rồi đó. À chị coi cái cành vượt này, hơn như cái cành vượt bên này nè. Nó đeo nè, được 10 trái nè. Riêng cành vượt này này nó ra hai cành thông nè. Nửa cái nùi nè. Thì chị coi cái cành vượt này nè. Thì cắt cái đằng kia nhưng mà nó được lên, cắt non nó lên được cái rồi thì cái cành đó sẽ ở lại được chục năm sau. Cành này là cành hoài này, cành này hoài nhất này. Dạ. Yeah. Ủa ghê thiệt chứ. Đấy, cái cành vượt này thấy không? Cành... chục trái. Không, cứ quan niệm là cành đực ấy, là cái kiểu hậu của cành đực nó. Ờ, nó ra cành thông. Cành đực thì nó lại nó, đây nè chị nè. Cây nó lại rất là nhiều. Đúng rồi. Đấy, và chú ăn lần này phải cành này cành được không? Cành vượt không? Thì nó ra là một chỉ một cành này và một cành này thôi 10 trái. Một cành này nè, một góc 45 độ nè. Thấy không chị? Rồi cũng đem bụp ở đây nè, nhưng mà may quá. Bụp non thì nó lại lên lại được. Bụp ở trên đấy rồi. Còn cái chỗ bụp già như thế này thôi tịt luôn. Tịt. Đấy, nên em nói là mấy cái thằng mà bày cắt là tội đồ của nông dân. Chà, rồi hàng thứ ba này. Thôi, cả nhà clip này dài lắm rồi hả? Chị đếm thử rồi chị, em không đếm nổi đâu. Ôi giời ơi. Hơn đó chị ơi. Đếm thức rồi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 hả chị? Đúng 30 quả. Ok. Mấy cái cây mà 50 quả là nằm ở đâu nữa ta? Có, cây 50 quả nữa. Ôi trời ơi, cây này trái. 30 cái này ăn đứt tạ rồi. Đó, đứt tạ rồi. Đang đứt tạ. Ôi trời ơi, cây này chắc chú bói, chết à. Bói ăn một tạ là ok rồi. Ôi ôi. Này, cây này cũng vậy. Cây này, cây này một trái còn đẹp hơn đó chị. Một trái đẹp hơn. Cây này một trái đẹp hơn. Wow. Mẫu này thì đúng rồi. Chuẩn hẳn. Rồi. Múi thôi đi vô. Múi nó nhiều mà vỏ nó mỏng. Dạ đúng rồi. Chị qua vườn chị. Oh. Cả nhà có thích không? Có thích đi coi đếm trái vậy không? Thì nó cho cân bằng đều rồi cho nên là lúc nào nó cũng đều. Dạ vâng. Lúc làm vỏ cũng nó cũng vừa mà lúc làm cơm. Rồi cây này tịt rồi, cành vượt này cắt mẹ cái ngọn này rồi. Thua rồi đó. À, xong xong rồi ăn hai cái cành này chắc sang năm là chết cái cành này. Chị đếm cái gì? 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 hả chị? 32, 2 quả nhỏ. Ừ. Đây là ok. Cái này còn có hỗ trợ, nhưng mà nếu để lên 2, 3 cái... Đúng rồi, đúng rồi. Đức để tự nhiên thì nó là ra ngoài kia thì nó... thêm được 2, 3 cặp. Dạ, rồi lớn nữa chị. Nhưng mà nó ăn 3 cái cành nữa. Dạ vâng, dạ vâng. Nó lớn nhanh lắm, cái cành vượt đó nó lớn nhanh lắm. Và nó cứ xỉa ra ngoài lấy ánh sáng thôi. Nó lấy ánh sáng nó nuôi những cành thông. Wow, cây này trái khiếp ta, cái hàng thứ ba này trái ghê thiệt chứ. Nhưng mà chuẩn bị bán rồi, phun đi rồi, vỏ nó ngọt rồi, vỏ nó ngọt là rệp sáp nó mê. Ở mặt số thấp này phun cái mấy ngày sau là không thấy nó rớt lịch bịch như nội hấp xông hơi đâu chị. Phun mấy ngày sau tự động bong ra chết, bóp khô hết chứ không phải phun ra giống nội hấp xông hơi rớt bịch bịch đâu nên nha cả nhà. 3-4 ngày sau tự động bóp nó khô hết. Đó. Nó làm dạ. Dạ. Đúng rồi. Nó làm tê liệt. Dạ đúng rồi, nó bong ra luôn. Lần thứ nhất xịt, lần thứ hai xịt, nó bong ra luôn. Nổ. Nó tê liệt hệ thần kinh ha. Nó làm cơ chế sinh học nó khác với lại bên hóa chất. Khít kịch. Rồi thôi để quay cái cây ha. Chị có cối cái cây ha. Cái cây 2 năm tuổi chưa? 10 trái. Đợi xíu coi 2 năm tuổi mà đừng nha em. Em khuyên là đừng để giờ hư cây hết, không được đâu, không được đâu. Chẳng qua để thử một cây thôi, để giờ hư cây hết không được, được để làm clip. Hiền. Rồi. Nên cả nhà họ thấy em quay họ nói
Họ nói vui, nói chắc ông Tuấn lấy trái gắn lên, lấy trái sầu riêng gắn lên chứ làm gì mà có năng suất như vậy. Ôi ôi là trái. Lại cho tôi cái chùm này chị. Ôi giời ơi, bốn trái này. Bốn trái có một cành mà lại đẹp chứ. Cành thông á chị, thầy mới nằm trước cành vượt này. Cành thông đấy, cái thông là cành đấy, 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 đấy. Cái cành này nó nằm ngang, nó đeo hai trái nó gãy rồi, nhưng đây, trên cành thông nó đeo bốn trái nó không sao cả. Cành vượt này chị. Cây này là cái cây này lúc bé nó cũng mạnh này. Đúng rồi. Lúc nhỏ nó đã mạnh rồi đó. Vì nó đêm, nhỏ. Dạ. Nó, để ý rồi. Nó có cái rễ rất khỏe chị, nó mới ra được cành vượt. Nó khỏe, nó mới có. Còn nếu ai mà không đúng, chị thấy ri không? Không có cành vượt. Đặc biệt miền Tây không có đất á chị, không có cành vượt. Thằng Sơn này trước khi đến đây. Đây này, ăn này thôi. Rồi, ố ghê chưa? Rồi sang năm ăn nữa là tiệc nồi tiệc giống rồi. Cứ đúng ra là ăn mười mấy năm sau cái cành vượt này này. Đúng ra quy để là sau này nó ra quả. Đúng, nó thòng xuống dưới chị, nó theo cái hướng như này, nó không có gãy cành. Nó theo hướng xuôi. Hay trời ơi. Kêu để tắt cái clip mà thấy càng đi qua cái hàng thứ ba nó càng đẹp. Mà nông dân họ thích coi cái này lắm chị ơi. Họ thích lắm, họ có động lực ấy, họ đếm. À, thích lắm, để có động lực. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, nằm ca chanh muối mà người này. À. Thơm bắt vào quần chanh đi. Chị hái đi chị, sắp tới tụi nó cũng cắt bỏ mà, đám chanh đấy. Ôi giời ơi, là trái. Chúng tôi là trái. À, mùa này, nhá. Yeah. Mùa này là mùa hiếm. Mà sao tự nhiên mùa này có, người ta mùa này không có. À. À, mà cái này là gần như là không xịt cắt ké ké thôi hả? Không xịt luôn. Ờ, à, chắc mới bị nhợn này mà trái kinh khủng. Nó còn cách xa hàng sầu vậy, cứ để mà. Cảm ơn Trọng nha. Mr. Trọng này giỏi, kèm với bạn Sơn này chăm nữa. Ra cái vườn, nở mặt nở mày. Này, ở thời điểm hôm trước mà nắng nóng 30 mấy nghìn một đấy, cả nhà mua cái dây này nè. Cái dây cáp quang này nè, ta sản xuất cho nông nghiệp nè. Dạ, nó hơn 600 ngàn một cuộn thôi. Mà cái này ra ngoài nắng thì mấy chục năm, 50 năm sau còn chưa hư. Thì không chỉ chằn dây cây sầu riêng nha. Dùng lớp xe chằn. Đó, liên hệ. Dạ không, hay vậy không được đâu. Chằn mấy chục năm sau. Rồi, hàng thứ tư, hàng nào cũng trái nhiều. Thôi, Tuấn đóng clip lại đây nha. Để Tuấn đi vườn khác nữa ha. Rồi cái gì Tuấn sẽ quay cái cây 2 năm để Tuấn nói sơ sơ cái này. À. Rồi, Tuấn chào cả nhà nha.